Về việc có nên hay là không nên học tiếng Đức thì ở đây thì chị nghĩ rằng đó là việc càng biết nhiều ngoại ngữ thì sẽ càng là một cái lợi thế cho mình trong cái cơ hội nghề nghiệp. Thế nên là nếu có cơ hội thì em cứ học tiếng Đức. Nếu như mà em thích ngôn ngữ Đức, em thích đất đất Đức, em thích văn hóa Đức, vân vân, thì em hãy làm điều mình thích. Còn cái cơ hội nghề nghiệp nó đến với em như thế nào thì nó còn tùy thuộc vào cái khả năng của em, cũng như là cái duyên may của mình nữa. Đối với bản thân chị thì khi mà chị lựa chọn học tiếng Đức đó là năm 2005, thì khi đó thì có nhiều người nói là ồ, vì sao lại học tiếng Đức, học tiếng Đức thì làm sao mà xin được việc. Thì lúc đó mình cũng không có để tâm nhiều về những lời người khác nói, mình chỉ làm cái việc mình cảm thấy nó phù hợp với mình và mình muốn khám phá một cái ngôn ngữ mới. Và đến bây giờ hiện tại thì thực tế đã chứng minh hoàn toàn ngược lại. Và trong suốt những ngày tháng học tập nước Đức, sinh sống nước Đức thì chị cảm thấy như là mình rất là may mắn khi mà nhờ cái ngôn ngữ Đức mà mình đã có rất là nhiều cái cơ hội trong cuộc sống, mình được trải nghiệm những cái điều mà từ trước đến nay khi mà còn ở Việt Nam á, chị không bao giờ nghĩ tới. Thực sự rằng cuộc sống có rất là nhiều những cái điều mà nó không thể nói trước được. Và cái quan trọng đây là em hãy cứ làm những cái việc mà em cảm thấy là mình thích và phù hợp với cái khả năng của mình. Về việc có thể tìm được những cái công việc liên quan tới tiếng Đức ở Việt Nam thì em hãy là một người chủ động và hãy tìm hiểu. Có rất là nhiều thông tin ở trên mạng, và ở dưới cái phần miêu tả ở dưới video này thì chị sẽ có một cái đường link cho em đến một cái sự kiện về nghề nghiệp của các công ty Đức ở Việt Nam sắp tới sẽ diễn ra. Và cũng như là ở đó em có thể tìm hiểu được xem là ở Việt Nam có những cái công ty Đức nào. Còn về bạn Khánh Linh, khi mà hỏi về cơ hội nghề nghiệp khi học ngành ngôn ngữ Đức thì mình có thể chia sẻ với bạn như sau. Đó là bạn có thể lựa chọn các chuyên ngành, đó là Deutsch und Fremdsprache, đó là tiếng Đức như là một ngoại ngữ. Khi mà học ngành này ra thì bạn có thể giảng dạy tiếng Đức cho người nước ngoài. Mình đã tốt nghiệp bachelor ngành này và hiện tại thì mình đang làm thêm cho một cái trung tâm ngoại ngữ của người Đức, làm giáo viên dạy tiếng Đức. Và ngoài ra thì bởi vì nếu như bạn quan tâm tới xã hội Đức thì có thể thấy là số lượng người nhập cư đến Đức rất là nhiều, bởi vậy nên là cũng sẽ cần rất là nhiều giáo viên dạy tiếng Đức cho những cái người nhập cư này, và nó cũng sẽ tạo thêm cái cơ hội nghề nghiệp cho những người mà tốt nghiệp ngành Deutsch und Fremdsprache. Ngoài ra thì bạn cũng có thể tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp cho mình ở các đất nước khác, bởi vì một đất nước sẽ có một cái trường quốc tế Đức. Và như bản thân mình thì vừa rồi mình đã đến làm việc ở Singapore và ở trường quốc tế Đức tại Singapore, và đó mình làm giáo viên dạy tiếng Đức. Ở đó thì không những mình có cơ hội để trau dồi cái kinh nghiệm thực tế mà còn có cơ hội để tiếp cận với rất nhiều nền văn hóa mới và có cơ hội được du lịch, được trải nghiệm những cái điều thú vị trong cuộc sống nữa. Và mình nghĩ rằng đây là cái ngành học nó cũng khá là thú vị. Ngoài ra bạn cũng có thể có những cái sự lựa chọn khác như là ngành Germanistik hay là Deutsche Sprachwissenschaft. Những cái ngành này là nó chuyên về ngôn ngữ hơn, chuyên về ngôn ngữ, về các hiện tượng ngôn ngữ, ngữ pháp, rồi các văn học Đức vân vân. Thì khi mà học ngành này ra thì vì đặc thù của ngành này là nó hơi hơi hàn lâm một chút, thế nên là ngoài việc là bạn có thể giảng dạy về ngôn ngữ học thì bạn cũng có thể là làm việc ở trong những cái nhà xuất bản hay là truyền thông hay là PR vân vân. Ở bên Đức thì khi mà học bachelor thì có một cái đặc thù là ngoài việc học ngành chính Hauptfach thì mình còn học ngành phụ Nebenfach và Wahlbereich, tức là cái lĩnh vực mình tự tự chọn. Nên là bạn sẽ có cái cơ hội được học những cái gì mà mình cảm thấy mình thích. Ví dụ bạn chọn học ngành chính là ngôn ngữ tiếng Đức, thế nhưng mà ngành phụ bạn có thể học kinh tế, học luật, học bất cứ những gì bạn thấy thích. Và qua đó bạn có thể khám phá những cái thế mạnh của mình, và đó cũng sẽ là một cái điều rất hữu ích cho các bạn trong việc lựa chọn nghề nghiệp sau này. Về việc thuận lợi và khó khăn khi mà du học Đức thì
Nói về điểm thuận lợi đầu tiên thì chắc chắn là việc ở Đức thì các trường đại học đều miễn học phí, không chỉ cho sinh viên Đức mà còn cho sinh viên nước ngoài nữa. Và do đó thì cái chi phí du học của các bạn sẽ trở nên hợp lý hơn. Một năm thì các bạn sẽ chỉ cần phải chứng minh khoảng 8.000 euro thôi. Ngoài ra đó thì bạn còn có cơ hội đi làm thêm một cách hợp pháp, và điều đó sẽ giúp cho các bạn có thể trang trải một phần nào đó chi phí trong cuộc sống. Nếu như bạn là một người thích đi du lịch, thích khám phá thì việc sống nước Đức sẽ khiến cho việc du lịch châu Âu của bạn trở nên dễ dàng hơn, tại vì nước Đức nằm ở trung tâm của châu Âu. Các bạn có thể du lịch đến các nước như Pháp, Áo, Thụy Sĩ, vân vân bằng xe buýt, bằng tàu, rất là tiện và chi phí cũng rất là hợp lý. Nói về thuận lợi thì cũng sẽ phải nói về những cái khó khăn. Mình nghĩ rằng du học ở đâu thì cũng sẽ có những cái khó khăn riêng. Thế nhưng mà từ những cái trải nghiệm của bản thân mình thì mình thấy là những cái khó khăn đầu tiên cho một du học sinh ở Việt Nam khi mà sang Đức đó là cái sự thích nghi với cả thời tiết, khí hậu hay là đồ ăn ở bên này. Ngoài ra thì ngôn ngữ Đức vẫn thường biết đến là ngôn ngữ rất là khó. Có nhiều bạn thì có thể là mới chỉ học tiếng Đức được khoảng 1 năm, 2 năm thôi và sang Đức du học, thì chắc chắn rằng bạn sẽ gặp rất là nhiều những cái khó khăn bởi cái rào cản ngôn ngữ đó. Và để vượt qua điều này thì đòi hỏi các bạn phải nỗ lực rất là nhiều. Ở đây thì đòi hỏi tính tự giác, tính độc lập của sinh viên rất là cao, chứ không ai nói cho các bạn là phải làm cái gì. Nếu như các bạn có những bất kỳ thắc mắc hay là vấn đề gì, các bạn hãy là người chủ động hỏi bạn bè của mình, hỏi giáo sư của mình, và đừng có ngồi đó và chờ đợi ai đến giúp các bạn. Như đó thì các bạn sẽ cảm thấy rất là thất vọng đấy. Nói về phương pháp ngoại ngữ thì mình đã đề cập khá là nhiều trong những cái vlog trước rồi. Thực sự thì hiện tại khi mà sống ở nước Đức thì cái phương pháp học ngoại ngữ của mình cũng sẽ phải khác đi so với cái phương pháp mà mình đã sử dụng ở Việt Nam. Ở Việt Nam thì mình học tiếng Đức đơn thuần chỉ là như là một cái môn học thôi. Còn ở bên này thì mình sử dụng tiếng Đức hàng ngày, từng giây, từng phút một. Thế nên là nó trở thành một cái điều gì đó nó rất là tự nhiên rồi. Và đôi khi là mình không cần thiết là mình phải ngồi vào bàn học, mở sách ra rồi học từ vựng vân vân. Mà thay vào đó thì mình học bằng cách là mình đọc rất là nhiều sách. Nó cũng một phần là cái chuyên ngành của mình bắt buộc đọc rất là nhiều, viết rất là nhiều. Và đôi khi là mình còn phải ở nhà, mình còn phải là xem phim bằng tiếng Việt để mình có thể cân bằng lại được ngôn ngữ. Ở đây chúng ta có thể chia ra thành ngôn ngữ khoa học, ngôn ngữ mà chuyên ngành chúng ta sử dụng ở trong uni, và ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày. Thực sự thì ở đây là của hai, có thể nói là mặc dù là tiếng Đức nhưng mà có thể là hai cái ngôn ngữ khác hẳn nhau. Cái việc mà bạn học giỏi ở uni không có nghĩa là bạn có thể đi ra ngoài và giao tiếp một cách thành thạo bằng tiếng Đức. Bởi vì tiếng Đức hàng ngày nó rất là khác, nó cần những cái từ vựng khác. Và cái tiếng Đức này thì chúng ta có thể tiếp thu nó, chúng ta có thể học nó nhanh hơn là cái ngôn ngữ mà chúng ta học, ngôn ngữ tiếng Đức ở trong học thuật, ở trong uni. Đối với ngôn ngữ khoa học thì không có cách nào khác ngoài việc là bạn sẽ phải đọc sách chuyên ngành của mình rất là nhiều, rồi học nhóm, vân vân. Còn đối với ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày thì bạn có thể giao lưu các bạn với các bạn học người Đức của mình, hay là như mình nói trước, đó là tham gia những cái hoạt động xã hội có trong trường của các bạn hay là trong thành phố của các bạn. Hiện tại thì mình đang tham gia một cái dự án của thành phố Tübingen, nơi mà mình đang sống, để hỗ trợ ở ngôn ngữ cho những trẻ em từ những cái gia đình nhập cư. Và đó cũng là một cách để mình có cơ hội được giao lưu tiếp xúc với người Đức, và cũng như là có cơ hội được sử dụng, được nói ngôn ngữ Đức. Bạn sẽ thấy rằng khi mà bạn sử dụng cái gì nhiều, làm cái việc gì đó nhiều thì dần dần các bạn sẽ thành thạo nó. Và cái việc đó đòi hỏi thời gian và sự kiên trì và kiên nhẫn. Có một người bạn, người đồng nghiệp cũ của chị đã đi hơn 80 nước trên thế giới. Ông có chia sẻ rằng để có thể giao lưu kết bạn với những người từ các nước khác thì bất kể là đất nước nào thì cái điều quan trọng chúng ta cần có đó là lịch sự, thân thiện. Đó là những cái giúp cho chúng ta có thể tạo được cái thiện cảm đối với những người đối diện. Mỗi đất nước có những cái văn hóa, những cái tập tục khác nhau, và đôi khi là cái sự khác nhau nhiều quá thì nó sẽ tạo ra những cái mâu thuẫn. Và điều quan trọng ở đây đó là chúng ta cần
hiểu và tôn trọng những cái sự khác biệt cá nhân đó. Ngoài ra thì việc tiếp xúc với những cái văn hóa khác nhau thì cũng rất là thú vị, nhưng mà đôi khi là nó cũng sẽ có những cái mặt trái của nó, đó là đôi lúc chúng ta sẽ bị ảnh hưởng, đôi khi là ảnh hưởng theo một cái hướng nó tiêu cực hơn. Vậy nên thì hãy nhớ một điều, đó là chúng ta hòa nhập nhưng mà không hòa tan. Mình cần biết là mình là ai, mình từ đâu đến và điều gì là quan trọng đối với mình. Khi mà bắt đầu một cuộc trò chuyện với một người mà mình mới gặp lần đầu tiên thì em có thể hỏi những cái câu rất là đơn giản thôi. Hello, ich bin Tom, the high student. Woher kommst du? Was studierst du denn? In welchem Semester bist du? Wie lange bist du schon in Deutschland? Dein Deutsch ist voll gut. Und so weiter.